Ơi, kênh ẩm thực quê hương xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình lại giới thiệu cho anh em một món tiết canh nghé nhé. Đấy. Tiết canh nghé mình giết sáng nay. Đấy, đây này. Hiện tại đây là mình mới vớt một miếng tai nạc đấy, chấm thủy đấy anh em nhé. Còn vẫn đang nộp tiếp trong son. Đây. Tí mình vớt cho nữa đây anh em ơi. Đấy. Đấy. Thì trong phiên bọc mình cho một chút lá gừng tươi vào anh em nhé. Đấy. Đây thịt nạc cái tính mình vớt ra, mình cái này với bỏ sau một cái chấm thủy lên bỏ trước. Rất ngon anh em nhá. Đấy. Thì cái canh này mình vẫn cứ như thường lệ anh em ơi, cứ những cái canh nọ nhé. Đây cũng hành nướng anh em nhé. Đấy. Và lá gừng tươi sải nhỏ cho vào. Đấy. Cái canh nghẽ này là ăn mát. Mát hơn cái canh mê, ngon luôn đấy. Đây anh em nhá, đấy, nhân đã bơm xong, mình đã đảo đều cả rau thơm này, hành nướng này, đấy, rất ngon luôn. Được rồi đấy. À, bây giờ đang không có ai ở nhà mình ơi, phải lúc nữa mới có người ở nhà. Đây, mình đánh tạm một mông okay, tám mát nhà này nhé. Gần khuôn hội trường thôn đấy. Cái nhà màu trắng có cái biển quảng cáo ấy. Với lại cái đấy là đơn hàng này giao là cái hàng gì nhỉ? Ok, đây. Của nhà làm ra cốt cứ đầy thoải mái nhá. Rất là ngon, tuyệt vời. Tiếp cái hãm có để được đến tối không? Có thoải mái ấy. Con này sợ lại như lọ. Không. Hãm mà hãm trong cái bắt đầu chọc con cái là một chút nó chai luôn, bỏ vào ngăn mát luôn. Rất đảm bảo anh em nhé, tiết mình đánh 1-1 luôn. Mình làm rất sạch sẽ. Đẳng cấp. Cho quá quá thiết là nhà mát. Vừa rồi, chúng mình nhiều quá thì nó bắt đầy quá thiếu. Đấy, này đũa tăm luôn, tí rồi đông nhanh quá này. Đấy. Ngon nha. Giống là này mẹ mùi ngé với mùi bò là nó quay về nó nhanh. Về ngay. Ui, buông tay đông luôn ông ơi. Đông mà, nhanh đông mà, hãm kiểu nói rất nhanh. Quay xong buông luôn, đông luôn. Đây mình hãm muối trắng anh em nhé. Đấy, nước biển này một miếng bánh. Đông như thạch luôn nhé. Anh em xem cảm thấy mà hay hữu ích thì anh em đăng ký kênh và chia sẻ cho mình nhé. Đông trứng luôn rồi. Ôi, đấy, đây này. Vừa mới chặt luôn đấy chứ. Vừa mới thả tay ra đông chặt luôn. Chết rồi. Sâu lạt ngay. Kinh.
đẳng cấp đấy, quá đẳng cấp. Dạ. Tạm được. Ê nhớ nhá. Đấy. Tiếp cánh cũng là đồ soạn soạn này. Đấy, thịt đây, thịt ngé này. Tiếp đông chặt đi. Đấy. Việc vừa đánh xong khỏi tay với đông luôn. Tiếp đông một một luôn, sâu lạc luôn. Ông không ngồi ra đây để cho cô Hải ơi. Trông tiếp đẹp luôn mà. Thiếu cái này mẹ chọc nó hơi này đi thôi, còn tiết ra đẹp lắm. Rất ngon anh em nhá. Anh em xem cả nó hay thì bắt đầu vào một giả phát hai và giả hai em ký kênh nhá, hai bắt ngoài sao biết là không hát thơm rồi. Xin chào anh em nhá, tạm biệt anh em. Không bắt chạy vì đeo sau mình sẽ làm chiều nó thích ấy thì làm cái sụn, thích có sụn thì làm cái sụn.